khám phá gạch thẻ trang trí đa dụng, sự hoàn hảo cho mọi khía cạnh ngôi nhà của bạn cùng Huvina nhé. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp trang trí, đẹp, ấn tượng phá cách. Tôi yêu chi phí theo thời gian. Hãy khám phá bộ sưu tập gạch thẻ trang trí đa dụng của chúng tôi, nơi mà sự đa năng gặp gỡ với đẳng cấp công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gạch ốp lát. 1. Dễ thi công, dạng viên sai cỡ vừa tiện lợi, với thiết kế viên gạch dạng thẻ, việc lắp đặt trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn có thể áp dụng chúng không chỉ cho mặt tiền, cổng mà còn cho các công trình trang trí nội thất và hàng rào một cách linh hoạt. 2. Công nghệ vượt trội, gạch thẻ của chúng tôi không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn giữ nó luôn sáng bóng và mới mẻ. Công nghệ tự làm sạch, chống rong rêu và chống bạc màu sẽ giữ cho ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Ngoài ra còn là sản phẩm đạt tiêu chuẩn về môi trường, giúp lọc không khí, giúp môi trường sống trong lành hơn. 3. Đẹp mãi với thời gian không còn lo lắng về việc bảo dưỡng thường xuyên. Gạch thẻ trang trí đa dụng không chỉ là sự lựa chọn ngày nay, mà còn là đẹp mãi với thời gian, làm tăng giá trị cho ngôi nhà của bạn theo từng năm. Cùng Huvina khám phá sự đa dạng và tiện nghi các mẫu gạch thẻ ốp tường, mặt tiền nhà phố, villa ngay hôm nay. Huvina.com.vn Số hotline 0962772295 Zalo Chiếc khấu giảm giá khủng mùa Tết đến. Mua gạch còn được nhận quà tới 2 triệu đồng huvina uy tín tận tâm nâng tầm không gian sống người việt